Ông quên chưa? Ông nhìn ra và cảm to cái chấm đá ca này chạy thi sạm là ca này bước mình một lần chọc cầm rạ hà thái trắng khinh khang nàng thập đình nhà ban phân đào sông là phê bì lìa chúng nó đọc ràm để ti đầm bầy tăng thông lộ đánh đào vô xã xây rung đích khi bằng to Thank you, Mr. President. Mr. Kim Niu will try and use these 5 minutes effectively. You said earlier that you met Khieu Samphan twice. And the first of those two occasions was when you discussed with him the needs of people in Battambang. Do you remember when that meeting was, which year it was in? 76, 77, 78. And the second meeting that you had with Mr. Khieu Samphan discussing the floods in the Kandal province, was that also in 77 or when was it? Are you able to recall the year? Was it 1977? Last question on that. Do you recall what time of the year that was? Was it during the rainy season? Thank you. Now, I wish to clarify one aspect of your statement. And before I do that, I'll just ask you one brief question. You said that you knew that Von Vet was in charge of the economy section prior to his disappearance. And you also said that after his disappearance, you saw Mr. Khieu Samphan at the Ministry of Foreign Commerce. As far as you knew,
តាមអ្វីដែលលោកដឹងនោះតើលោកខៀវសំផនបានទទួលតំណែងបន្តអ្វីពីអ្នកដែលបាត់ខ្លួននោះដែរឬទេសាក់តែមកអត់ទាន់ឆ្លើយសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីកាលពីក្តីOui, Monsieur le Président, je forme une objection, car en tout cas, dans la version française, il ne me semble pas que le témoin ait dit qu'il avait rencontré, enfin, qu'il ait émis l'hypothèse qu'il avait rencontré M. Khieu Samphan après la disparition de Van Vett. Ça n'a pas été dit, en tout cas en version française. Donc, il me semble que le procureur déforme les propos du témoin en les résumant sous prétexte d'une question. Mr. President, my notes don't have a verbatim transcript. But my notes are that the witness said he saw Khieu Samphan at the Ministry of Foreign Commerce. Von Vett was absent when Khieu Samphan was in place. I thought I was giving a fair summary of that, and the witness discussed the similar issues in his statement. ក្តីជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីគ្មានប្រសិទ្ធភាពសាក់តែតែឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរចុងក្រោយដោយតំណាងថាប្រញ្ញាចម្លើយនេះខ្ញុំក្រានតែមិនបានជំរាបថាសន្និដ្ឋានប៉ុន្តែក្នុងន័យសន្និដ្ឋានមិនមែនក្នុងន័យច្បាស់លាស់ទេដែលឆ្លើយថាមកតំណាងលោកវ៉ាន់វ៉េតនោះបើខ្ញុំមិនបានជំរាបថាតាមសន្និដ្ឋានទេតែក្នុងន័យសន្និដ្ឋានមែនក្នុងន័យច្បាស់លាស់ទេVery well, thank you for that response. បាទអរគុណចំពោះដែលលោកសាស្ត្រីបានឆ្លើយ One minute remaining. I'll ask you just one more detail ទៀតហើយខ្ញុំនឹងសួរលោក final question. សំណួរចុងក្រោយ Earlier when you described people who លោករៀបរាប់អំពីមនុស្សដែលមកពីខាងនីរដីមកចូលរួមកម្មជុំនៅភ្នំពេញលោកបាននិយាយលោកនិយាយថាឈ្មោះប្រាក់មកពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ clarify whether that person's full name តើឈ្មោះពេញរបស់មកុលនោះគឺថាសេកសាទឈ្មោះប្រាក់នឹងដែរឬទេខ្ញុំមិនបានដឹងឈ្មោះពេញទេដឹងតែឈ្មោះចុងហ្នឹងហើយមកតល់ហ្នឹងថាប្រាក់ហ្នឹងតែម្ដងហើយនាមតកូលយ៉ាងម៉េចមិនខ្ញុំមិនដឹងទេYou said he came from Kandal. Do you know if he held any position in Kandal? Kandal. Tha lok dang te tha kot kan damnaing ay no khet Kandal no. Che kanak kam thien kanak kamka khet Kandal. The interest of time will stop here. Sa prijna.ហើយដោយសារពេលវេលាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះចម្លើយទស្សនៈរបស់លោកឃឿននៅហើយសូមអរគុណអង្គជំនុំជម្រះលោកធានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជ័យលោកជាក្រុមផងមកឡើយវិញ Oui, merci Monsieur le Président. Pour les besoins du transcript, je voudrais dire que dans la version française qui procède à l'audition de Monsieur Khieu Niu, qui figure à la cote D66/183, en page 5 de ses déclarations,Le témoin a dit ceci. J'ai rencontré M. Khieu Samphan au bureau du commerce extérieur au moment où je suis allé chercher le matériel que je devais distribuer à la population dans les coopératives. À ce moment-là, j'ai convoyé ce matériel jusqu'à la province de Takeo. Après
la disparition de Van Vett vers l'année 1977, que Sampan lui a succédé comme responsable du commerce extérieur. J'ai entendu dire que Van Vett a été arrêté pour s'être impliqué dans les affaires de la CIA et du KGB. C'était sans doute en 1976 avant mon départ pour Phnom Penh. C'était sans doute en 1976 avant mon départ pour Phnom Penh que j'ai vu Pol Pot, une fois quand il est venu chez Tamok dans la province de Takeh. Voilà, mais en tous les cas, ce qui me paraît clair, c'est que le témoin a indiqué qu'après la disparition de Van Vett, vers l'année 1917, que Sampan lui a succédé comme responsable du commerce extérieur. Je voudrais juste signaler que d'abord ma remarque portait non pas sur ce qui était dit dans le PV d'audition, mais ce qui avait été dit à la barre par le témoin. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je connais effectivement le PV d'audition, mais mon objection l'a portée là-dessus. Et par ailleurs, je voulais signaler que nous avons demandé au service de transcription de faire traduire les audios correspondant à cet entretien avec les enquêteurs du bureau des juges d'instruction, parce que nous sommes rendus compte qu'il y avait des choses qui apparaissaient dans le PV d'audition et qui n'apparaissaient pas dans et qui a des choses qui n'apparaissaient pas dans l'audio et qui apparaissaient subitement dans le PV. C'est par exemple l'utilisation du terme ministère, ou c'est par exemple l'utilisation des termes CIA et KGB. C'est la cote désormais, puisque cette traduction a été faite par les services du tribunal, des 166 barre de fraction 183.1. Simplement, ce que je voudrais savoir, c'est si ce que je viens de dire est contraire à ce qui est dit dans la transcription orale, à l'enregistrement oral de l'audition de M. Kyeon-eu. Si ce n'est pas le cas, je pense que ce que vous avez indiqué est intéressant, mais pas forcément pertinent. Le terme qui a été traduit par les interprètes du tribunal à propos d'une succession par M. Kyeo Sampan de Van Vett. Je vais citer le passage traduit. Question. Avez-vous rencontré d'autres personnes? Réponse. Il me semble que non. Mais j'ai rencontré Kyeo Sampan. Ah. Puis là, il y a une parenthèse avec des petits points, parce qu'apparemment, c'est inaudible, j'imagine. Kyeo Sampan avait été chargé de l'intendance après le départ de Van Vett. Voilà les termes exacts qui sont dans l'audio, qui apparaissent quand même légèrement changés, à mon sens, en tout cas celui de la défense de M. Kyeo Sampan, dans le PV. De même que dans l'extrait que vous avez lu du PV, il est question de CIA et de KGB, alors qu'en fait, quand on lit cette transcription d'audio, on voit qu'à aucun moment, monsieur ne parle de CIA ou de KGB. ខាងតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីមេធាវីពីរនាក់គឺរូបខ្ញុំហើយនិងលោកបានអាបេនឹងលោកជាសំណួរសម្រាប់លោកសាក់សីមួយរូបនេះហើយយើងខ្ញុំប្រហែលជាចំណាយរយៈពេល
ការងារបស់គាត់បាទលោកអ៊ំភូមិដែលលោកអ៊ំនៅក្នុងឃុំត្រពាំងធំនោះថាតើឈ្មោះភូមិអីដែរលោកអ៊ំភូមិកំណើតឈ្មោះភូមិត្រពាំងកុលនៅក្នុងឃុំត្រពាំងធំស្រុកតាមកោះខេត្តតាកែវ នៅ អំបញ្ញមិញ លោក អ៊ំ និយាយ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ ខ្លាយ ទៅ ជា ខ្មែរ ក្រហម លោក អ៊ំ អាច ជម្រាប បាន ទេ ថា តើ លោក អ៊ំ មាន ធ្លាប់ លឺ ពាក្យ នៅ កន្លែង ឃុំ ដែល អ៊ំ ស្នាក់ នៅ ហ្នឹង ធ្លាប់ មាន លឺ ពាក្យ ថា ការ ត ស៊ូ រួម ផ្សំ អាវុធ ដែរ ឬ ទេ លោក អ៊ំ មាន លឺ ពាក្យ ត ស៊ូ រួម ផ្សំ អាវុធ ណា អាវុធរួមផ្សំនយោបាយនឹងមានតើអ្នកណាជាអ្នកប្រើពាក្យនេះកាន់តែឮតតមកទេវិញតាំងពីណាពីណីវែងឆ្ងាយមកខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយនឹងទទួលបុគ្គលមិនឃើញទេ បាននេះវាចេះឆាច្រើនគ្នាទៅ
ហោអ្នកដើមពាក្យហ្នឹងរមមិនឃើញទេ នៅក្នុងខុំតំបាំងធំគ្មានទេបាទអរគុណលោកអ៊ំចំពោះការបំភ្លឺខ្ញុំចូលទៅដល់ចំណុចផ្សេងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជំនឿលោកអ៊ំបានធ្លាប់នឹងឆ្លើយជាមួយនឹងការនិយាយការនិយាយតំណាងការនិយាយសហចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតថាមានផែនការនៅក្នុងការឲ្យលោកសងសឹកសុំទោសលោកប្រធានខ្ញុំនឹងលើកពីនៅក្នុងឯកសារគឺឯកសារ ដូច្នេះការបញ្ចាំងមិនចាំបាច់ទេ បាទសូមអរគុណលោកប្រធាននៅក្នុងចម្លើយដែលលោកអ៊ំបានឆ្លើយជាមួយតំណាងការិយាល័យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតលោកអ៊ំបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការឲ្យព្រះសង្ឃសឹកនេះមានតាំងពីយូរមកហើយហើយជាទូទៅលោកសង្ឃដឹងថាលទ្ធិកុម្មុយនីសមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានលោកសង្ឃទេដូច្នេះលោកសង្ឃទាំងអស់មិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេសំណួរចំពោះលោកអ៊ំ ថាតើលោកអ៊ំអាចពន្យល់បានទេថាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបានព្រះសង្ឃដឹងថាមានផែនការនៅក្នុងការសឹកព្រះសង្ឃពីយូរមកហើយចលនាកុម្មុយនីសចូលមកស្រុកខ្មែរតាំងឆ្នាំ40ប្លាយមកតាំងខ្ញុំនៅក្មេងមិនទាន់ដឹងអីនោះគេនៅវត្តចេះអសរបន្តិចបន្តួច ដឹងហើយដឹងតែកុំនេះហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំបួសនៅក្នុងឆ្នាំ53ចូល54សន្សិទ្ធិសណែវចេះគិតជាគូខ្លះមើលទស្សនាវដ្តីអាមេរិកកាំង ກະເສີແຜນທີໄຊແຜນທີພິພົບໂລກຈັ່ງມູນໃນປະເທດນາໄດ້ກັນພຸດສາສະໜາກູ້ເລື່ອງການຈານກູ້ຈານການໄຕກູ້ໄຕດາລະມືປະເທດສະຫວຽດອັດແມ່ນອັດແມ່ນຍັງ និយាយជាមួយអ្នកតស៊ូដែលធ្វើអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំថាសូវៀតអត់មានពុទ្ធសាសនាទេគេថាមានខ្ញុំថាមើលពុទ្ធសាសនាអីហ្នឹងថាមកបួនដល់ខ្ញុំចេះគិតចេះគូខ្លះមកតាំងពីអាយុ20មកបានទុនហ្នឹងហើយចេះគិតថែមដឹងតែហ្នឹងហើយមួយទៀតធ្វើជុំវិញពិភពលោក យើងអ្នករៀនអ្នកសូត្រយើងតែងតែលឺហើយបើមិនបានទេទៅរៀនអីមែនទេគាត់តែងតែលឺហើយ
ក៏រេកុំនេះយូស្លាវីអីយើងដឹងណាបាទបាទសូមអរគុណលោកអ៊ំដែលដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមកាន់លោកអ៊ំត្រង់នេះលោកអ៊ំអាចជម្រាបបានទេថានៅពេលដែលព្រះសង្ឃលាសិក្ខាបទថាតើមានការធ្វើពិធីតាមសាសនានៅក្នុងការលាចាក់សិក្ខាបទនេះដែរឬទេ ធ្វើពិធីត្រឹមត្រូវតាមប្រពៃណីអត់តានមានផ្លែកអីទេរៀបចាក់មានឧបជាមានសង្ឃមានអីទទួលខុសត្រូវពូលាចាក់សិក្ខាបទតាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាតាមគម្ពីរពុទ្ធសាសនាមិនចេះតែសឹកពាក្យទឹកពាក្យដីដោយពាក្យចាស់ថាសឹកដំបូកទេអត់ទេ មានអ្នកស្រុកបានសក់បានសកាមកក្រឹកក្រែងសោតមុនសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បាទអរគុណលោកអ៊ំតើលោកអ៊ំអាចជម្រាបអង្គសាវនាការបានទេថាព្រះសង្ឃដែលបានលាកចាកសិក្ខាបទនោះតើអ្នកទាំងអស់នោះទៅណាគាត់អញ្ជើញធ្វើអីបន្ទាប់ពីពេលនោះ មួយចំនួនចាស់ពេកក៏ស្លាប់អត់ទៅវាចាក់មកបានតិចក៏ស្លាប់ប៉ុន្តែដោយលោកតាអៀមបាត់ហត់ជុំមកក្រោយមកបានបួសវិញលោកតាតែមចឹកជុំបានបួសវិញបានតិចហើយបានសុគតលោកតាអិចហ៊ូនុគុនអត់បានបួសវិញទេចាស់ចាស់គឺស្លាប់សុគតអីអស់ហើយ ឯនៅក្មេងៗនៅសល់រកខ្ញុំក្រោយខ្ញុំតិចជួយខ្លះក៏ស្លាប់ខ្លះក៏បែកវាមិនដឹងទៅណាមកណាទេបាទអរគុណលោកអំលោកអំបានមានប្រសាសន៍អំពីការគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាដោយស្ងាត់ស្ងៀមនៅបន្ទាប់ពី 17 មេសាចុងឆ្នាំ75ឬក៏ដើមឆ្នាំ1976 តើពេលនោះមានការធ្វើពិធីផ្សេងៗខាងពុទ្ធសាសនាដូចជាពិធីបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យទឹកខិនឬក៏ពិធីសូត្រមន្តអីផ្សេងៗនៅតាមភូមិឬក៏តាមផ្ទះរបស់អ្នកភូមិដែរទេអ៊ំត្រង់នេះមិនមានទេ ប៉ុន្តែមកខាងលើនឹងមិនដឹងមិនទេប៉ុន្តែតាមភូមិតាមអីដល់អស់លោកអីទៅក៏ចប់អត់មានឃើញធ្វើអីទេគឺសាសនាកាន់ទុកក្នុងខ្លួនតែរៀងៗខ្លួនហើយក៏ខ្សឹបគ្រាវគ្នាទៅឯវិធីគឺកិលកិលក្រែងអត់ឃើញមានធ្វើទេទាំងខ្ញុំទាំងគេហ្នឹងក៏អត់មានហ៊ាននាំធ្វើអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេ ចុះនៅក្នុងពេលពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តើអ៊ំមានដឹងទេថាតើគេមានប្រើទំនៀមទម្លាប់ខាងសាសនានៅក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរឬទេមិនឃើញមានទេប៉ិនទំនៀមទម្លាប់ខាងថាឲ្យទៅភូមិឃុំឬ អនុញ្ញាតយល់ព្រមហើយបានហើយឯឈីវែងឆ្ងាយទៅទៀតអត់ទេយើងពេលនេះពីបរមបរាណគឺថាច្បាប់រដ្ឋច្បាប់ប្រទេសឲ្យច្បាប់មកបានធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងនេះមានពិធីថងអនុច្បាប់អនុញ្ញាតមកហើយខាងរដ្ឋណៃអនុញ្ញាតមកហើយក៏រៀបចំទៅតាមអង្គភាពតាមកង រៀបចំទៅតែប៉ុណ្្នឹងតើលោកអ៊ំអាចជម្រាបបានទេថាតើពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះថាតើគេធ្វើដោយរបៀបណា
ta ta miên ca sma chật đa rì tê hay miên chran cú rư gật tách cú hay miên nạ nạ khlác chô ruộm nơ knong pêl nô phơ đòi lại đòi lại họ cầm nắm mà nô tha ní đi tam con tam phum tam khum tam ong cái phía cái phơ đòi lại dân họ cầm nắm nè 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 nô mình bàn để vợ đôi tam một phê ní về miền này cha miền này lâu chào mà há tàu phơ à nó bàn rồi mục thành na thơ cha na thơ mà há thơ na thơ mấy bà ai không bị thi nếu ở tập bàn chấp bám rọt mà hơi có bạc cá thập pin nè nói chuyện ở đây gì phục vốn ta lục ông miền thọ bàn châu ruộng nước không cam vịt thì riệp à pìa vịt pìa na muối rồi các bạn khơi luôn ai thế là tọt pì chăn em quan bầm buồn rồi chặt khơi nhưng mình khơi nè cá với khơi luôn anh là mà còn một cái cung đã mà bắn ơi khang mình chi mình thiên chi ấy chỉ tiếp cho ông cả ai số bạn như vậy ông pika ở đây chắc đang như vào lục ông để tập một điệp ca chun nắng thật tá nhẹ đây kỳ điệp ca chun lục ông chỉ khang phi kỳ say khang say nó thật tá quạt score lục ông thế vì muốn có lẽ là mình có bà rì và nó nấu một chi phùm phía đây nấu hàng cát đề men nấu tam phùm tam đi lì được thế còn oi dầm nâng đằng hai muôn mò lúc ấm chuẩn bị thà miếng sa thà oi dầm nâng bịt hai muôn ta lúc ấm ai chờ chuẩn bị bàn tết thà ta tầm nâng nó nè nè oi hơi giờ thà ta nẹt đây chỉ là cột bọc quần bọc ôm nó quật smạ ở quật quật đăng luôn thà thời điệp ca đại tế hay ở quật smạ chật điệp ca cho mùi ôm đại tế hay và đào một cõi mới ban lư cua xa nhắm là gì thà ta có tập tha ta một ngày muốn nó phần tha ở đời chồng này mặt đầu cũng nói anh chém anh đăng đi anh đem xua về đây đi về cất hào rồi trời chúa đó nhem là hết rồi đó hào mòn nó ơi hào một ca đó bán qua rồi nạn nó không chi nó thì chúa chung cái này đâu bạc ca đâu bạc hàng đẹp cả nó cứ cất tình gì ôi chầm nót hơi đầu ngày muốn mà mình về chồng đi nơi nông vị thì riệp ở phía ní miền ca cho rúm vì ở bụng đài đài tế rư có bị sạch nhiệt ở bỏ cú xoa mấy phía đại diện đài tế cả đời khiêm nó đánh lấy khiến bọn con nên đấy là cái phụng chi chỉ môi khiến nó mà gồm nhiệt mất nơi phun đâu trả nó cả phụng chi anh đang khá phụng chi phụ ăn cái phép Pil đã lục ông ca nó miền bà màn cứu hay tì cái lành ca nó nơi cái lành nào đấy lục ông bề cá nó tốn tầm mà cú anh nấu khăn đi cong cái kéo bạn ở sầm ở quân lõm nhóm trong su lõm bẹp bòn từ năng bảy hà đại lục ông ban miền bờ xa tha miền
ແນ່ພົມເປັນໄດ້ຈະສັດຍິດຂອງລົມບານຈັ່ງປີພົມເປັນໃຫ້ຕະໃນໃນក្នុងພູມຂອງລົມໃນຮູ້ໃນຢູ່ຫນຶ່ງແນ່ຈາໃນក្នុងສະຫະກໍສົມນູຈັ່ງສົມສູລົມຖ້າຕາແນ່ໄດ້ຫມົກປີພົມເປັນນັ້ນຖ້າຕາກໍຮູ້ໃນក្នុងສະຖານພຽບແບບນັ້ນໃນក្នុងສະຫະກໍນັ້ນຖ້າຕາກໍ thơm cho nó chị và lại ấy thơ càng nghe rùm bài rùm nó chẳng ọc nha nó phần bán đăng là ớt đi bọc chấm tâu mà đón tâu phải nhạc đấy ở đây nó dù càng nghe rồi về nó cái chỗ đâu mà plate đó cho mà bình mà បាទអរគុណលោកអ៊ំខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអ៊ំពីបញ្ហាមួយទៀតលោកអ៊ំត្រូវបានតមុកហៅលោកអ៊ំមកកាន់លុយក៏ប៉ុន្តែដល់ជាក់ស្ដែងគឺលោកអ៊ំអត់បានកាន់លុយទេនៅក្នុងប្រហែលជាចុងចិត្ត 75 ឬក៏ដើមចិត្ត 6 งั้นก็เคยเถอะเคยอดยอมมาจัดแจงจ่ายไอ้ฐานะเลือนี้ខ្ញុំអត់ដឹងទេមិនដឹងថាធ្វើណាមកទេសមុខក៏គាត់គ្មានណៃទេណៃមកពីលើមកទៀតមានណៃចប់ធ្វើនឹងហ្នឹងគាត់មានខាងលើទៀតឬគណៈកម្មការខាងលើសម្រេច ទៅពេចសិពលដូចជានឹកមិនឃើញទេវាប្រសាទស្ងាត់ស្ងាត់អត់ចាយពេញផែនអីហ្នឹងទៅអត់បានរៀនអត់បានសូត្របានបច្ចៈបច្ចុំអីយ៉ាងម៉េចគឺថាស្ងាត់ស្ងាត់ក៏បានទៅកណ្ដោតតាមធម្មតាហ្នឹងទៅរបស់របរអីចែកគ្នាទៅបានមកវាចែកគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងហ្នឹងទៅយកទៅចែកគ្នាទៅ ทางนิเยทําไมខ្ញុំມັນបានចាំច្បាស់លាស់ទេតើលោកអ៊ំធ្លាប់សួរដេញដោលតមុកអំពីការដែលលោកអ៊ំអត់ធ្វើការងារនឹងដោយសារមិនការមិនជប់ការជប់ចាយលុយនឹងដែរទេមានធ្លាប់សួរដេញដោលហេតុអីបានជាមិនចាយលុយ mình bán đánh đo đi mình bán đánh đo bạn ở quân ông
ta lok om ban mien prasa tha lok om ban thlop te chaek khlai khlai chmuoy te mok ta lok om mien thlop lư te mok nijey ampi ka ptey pachea chon pi kalai muoy te kalai muoy thaem tiet te btoap pi chnam pi pi pel dae bo dae om te neu chit te mok no Cut money, yay, HRD. But a little time port, the bun port, kind of yay, crack there. I jim with the mock. And then jim lee high out of high. Go cook peas of clay and I can't sock kind of bun, give me yay, ah, sock of I. ពេលខាងស្រុកខាងតំបន់គេនិយាយហ្នឹងគេនិយាយសំដៅទៅលើជំនះពេលណាថាទៅជំនះនៅបន្ទាប់ពីដំពិលមេសាន1975ឬក៏ការជំនះក្រោយពីពេលនេះតទៀតអាចមួយខែ2ខែ3ខែក្រោយពីពេលនេះ Mình chăng pel về lia chbas lơ vì pần mình yu ban man nè Cả mớ mình vô bà này. Khi ông vô lọt toàn cho bà đấy đấy, lúc ông dạy thà mình vô bà mạng, thà ta cao chùm liệt nát đây mình vô bà mạng. Ông tụi mình toàn miền phương, cơ hôn mà tròn xoay, trăm rung trăm phương, cơ hôn... នៅក្បាលមីក្រូសិនសូមឆ្លើយអ៊ំសូមលោកបញ្ជាក់សំណួរម្ដងទៀតតើការជំនះដែលខាងខេត្តខាងស្រុកគេនិយាយនោះជាការជំនះដំពិលមេសាឬក៏ការជំនះ ក្នុង ពេល ផ្សេង ពី ដំពិល មេសា និយាយ ក្នុង ការ ជម្រះ ដំពិល មេសា ហ្នឹង ហើយ និយាយ ទៅ មិន និយាយ ជា អង្គ ប្រជុំ ជា អី វែង ឆ្ងាយ ទេ គេ ជា ថា ត ត គ្នា មក Đối với cầm nọt dưới phá ca mình bán. Bạn ơ, quân lộ ông, nhóm chong dùm riêng xua lộ ông môi tiết, ta lộ ông thlọp lư kê nè dây ẩm pi krang ta chăn đại rưu tế. Bà lưu có phlịch ấy. Mình đâu chăn để chú mô nó là rương ra ấy bếp. Phlịch ấy mình bán đăng rương đi. Bà nó kháng chăn nó, chú mô nó vừa lọt đứa ấy. Bà rương ra mấy mấy đấy, mình bán chăn ấy. Đăng miên rương giang mấy khá. Nhóm ọt nơi sau châm nói chẳng xâm rạp xua lục ông tế Nhóm chẳng xua lục ông bẹp bọn tên nâng ca đặc trình chun Xóm rẹp bị cái lãnh mùi tới cái lãnh mùi Nhóm chẳng xâm châm rạp xua thà ta nơi bê đặt trở ca đặc trình chun Xóm rẹp bị cái lãnh mùi tới cái lãnh mùi ta lục ông trở ca miền xâm bọt đáy phá lợi đáy tì Lan đất một chút đằng ổng Trâu miên Sống bột Tam lan nó, công lan nó Cứ đạt công lan nó nè Lực đại ai ván nó Tôi chỉ mua buôn bàm nè Bọc nè ai dân đầu Miên đại dân Ôi cho phụ lan đất một chút nó Cứ miên sống bột dùm hát dùm ho Cái này trơn
vật thổ ca mà nỗ lực đã ấy bờ mình biên sống bột chân thế chân thật cáo có miền bài hát mò bị cáo cho con vinh càng con khoát bỏ miền lịch khách ở miền sống bột bởi trái miền sống bột ta lộ ông chùm riêng bàn tế thật ta nhẹ ná đã chỉ nhẹ chân sống bột đào phần nữa nơi thân nạn nào đấy khang phung phía chuôn từ một con tranh toàn chuôn ơi non cả nã cam cá đang tranh và là tranh chuôi là thì bay cường ấy còn chiều và kế còn thơ còn còn ta lục ôm thua ở nước nông cả đặng anh chun nó lục ôm thua lọp chơi từ đòi khẹt nạc lại tao có bụng chân năng có bụng chân năng đã trông cởi mà tao mốc mà nâu bà đập bong mà dạ nắng cơ mọi chú con nâng nâng mà đoàn để khẹt đặt kèo khẹt đấy nó nâng cứ về nâu nâng hai khẹt cái phốt không ăn đâu đấy vùng từ vùng phứ đến nước mình khơi thả trâu đi và vùng tháng nước khơi trâu ta lục ông miền khơi than phiệp bò chè chun á thà ta cả ruộng nơi đồng bào chè chun này ông bàn từ khơi những cột ruộng nơi sưu rư làm bạ giang nào đấy lục ông cháu dương từ chạy trốn tại đập bắn tẹt con là xe được cách đập bắn nồi cong lý bị chia chun đạn xe là dòng cá dưỡng ăn đắng sau đó đã cái lên phun phía đã cái lên khai cái lên đập bắn ba cái giờ chạy luôn kia đâu bị cháy dương mình ăn đắng đó chưa lâu được kia đi ta lục ông miền thuận lưu nẹt đại tự tu lại vậy xong bảy bị ôm nó như vậy em biết than phê luôn nơi rồi bao phải chỉ chun nơi cái này để ôm tận đó đại được tí ca này dễ lưu chết là miền lưu ai giang đi giang luôn nên lư ta ôm miền thuộc ở địa giới ampi than phiệp bảo bị chia chun nông chun từ thân lơ na môi thế rư và chun từ lục khiêu sủng con đã ôm chụp quát địa giới riêng qua cần nát nữa ai lục khiêu sủng con lục tha ở hai cần nát không máu miền là cần nát xó nhưng thật là nó to cái gió đó ở trong miền rồi chỉ lộ bỏ chơ nó tam vào lòng bàn chuyện bẹ bà này mày có đánh đo xua trước nhưng thật đăng mình xua chắc ạ xua nhóm đăng ăn thóp ấy đăng ăn về như nhóm đăng giờ thật đạ cái lên phun phía cái lên nê lê cái lên sốc lê ớ cái lên khai ớ bàn đăng xua trâu đi có chẳng đăng cho bà phun đào khóm với nhóm ắt đăng chẳng ở lục ông bàn sa tha có chẳng đăng đào phun khum ta ở bây giờ ông chụp quạt tổng pì đào nắng quạt để quạt xua
ំពីស្ថានភាពនៅភូមិឃុំទាំងពីរដងឬក៏សួរតែម្ដងទេដូចសួរតែម្ដងនឹងទេបើជួបទៅมันបានយូរហោហែណាជួបបញ្ញាប់ដូចនេះมันបាននិយាយវែងឆ្ងាយបាទខ្ញុំនឹងសួរសូមឲ្យអ៊ំលោកអ៊ំបំភ្លឺនៅចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកអ៊ំជាមួយនឹងតំណាងការិយាល័យចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងឯកសារដដែលគឺ D166 លើ183 ERN ជាភាសាខ្មែរ00355442ជាភាសាអង់គ្លេស00358143ជាភាសាបារាំង004428 នៅក្នុងឯកសារនេះលោកអ៊ំបានមានប្រសាសន៍ថាប្រហែលជានៅឆ្នាំ1978ដើមឆ្នាំ1978ខ្ញុំបានជួបលោកនួនជានៅក្បែរអគារដែលខ្ញុំស្នាក់នៅដោយគាត់ជិះឡានមកហើយប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យរកឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរបុរាណដើម្បីហាត់ភ្លេងប្រចាំប៉ុស្តិ៍វិទ្យុខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំថាតើលោកអ៊ំដឹងទេថាអ្នកណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុកាលនោះខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសូមជម្រាបបន្តិចក្នុងរឿងហ្នឹងពពួកភ្លេងដែលយកទៅប៉ុស្ហ្នឹងចុងក្រោយព្រះអង្គមកនៅឲ្យសមុកអ្នកប្រមូលហើយសមុកអ្នកប្រមូលវាត្រូវខ្ញុំដឹកពួកភ្លេងហ្នឹងមកដឹកពួកភ្លេងមកដល់ខ្វះឧបករណ៍ពួកខ្ញុំជារដូវសើបទៅយកអីវ៉ាន់តាមឃ្លាំងនេះឃើញឧបករណ៍ភ្លេងមាននៅក្នុងឃ្លាំងរត់ហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពួកភ្លេងថាមានបើនៅក្នុងរត់នៅក្នុងនេះស្នើទៅហើយភ្លេងខ្ញុំមិនដឹងជាម៉េចបានដឹងទៅដល់លោកងួនជាខ្ញុំមិនអានដឹងទេថាទៅពេលមួយមកឈប់ឡានមុខណាជួខ្ញុំចេញមកផ្លែនោះតែអេលឺថាដឹងកលែងភ្លេងខ្ញុំថាដឹងនៅខ្លាំងរត់ដដែលនេះនាំគេទៅបានជួតែប៉ុណ្ណឹងទៅរកគ្រឿងភ្លេងនៅខ្លាំងរត់ដដែលហើយក៏ទៅទៀតអត់បានអីវែងឆ្ងាយទេហើយលោកសួររប្រធានប៉ុសធានប៉ុសកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងទេបានដល់រត់79ទៅបែកគ្នាទៅមានជួបខ្លះពួកប៉ុសពួកអីហ្នឹងទៅជួបគ្នានៅភ្នំរាវផាំងជូនោះហើយតែពីនេះខ្ញុំមិនដឹងទេមិនដឹងតែណាប្រធានណាអីទេសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតើលោកអ៊ំអាចជំរាបបានទេផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិរដីដែលអ៊ំធ្វើការហ្នឹងថាតើនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមានតំណែងតំណងយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថាតើនៅក្រោមអវត្តក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ថានៅក្រោមភូមិភាគនិរដីនឹងខាងរដ្ឋខាងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
bệnh phía không phùm phía mùi mùi miền mà nó phải màn biến miền màn mớn bệnh phía xăm để rẽ tàm nâng bệnh hơi bàn chênh cho bốt ở chỗ đất tôi vô nâng chân nhằm dễ dễ đi lịch sử luôn thì vậy nhé sầm nuốt nhom trong chấm điểm số ông tha tá này bị chỉ cam nia đây đại lục ông thôi cả nơi không nú thất nơi không ra chân nào sầm quán này cơ xuông bị chỉ cam rứ có nơi không ra chân nào sầm quán rộp bó phum phe nia đây ในชนะสมพรหรือสมพรเพียไปจบเนี้ยบิรัดมาพุ่มเพียไอ้ไอ้สมไรมาบิรัดไอ้อ้อยบานประมาณเจนสวัสดิ์อ้อยบานนั้งบานมาปราบผู้ย่อมอดโยแต่ดักใจสมบัติใจมีเจ้าแบบนี้บิสมไอ้เพียเนี้ยทางสองข้างทางข้างรัดทางข้างพุ่มเพียលោកអ៊ំមានប្រសាសន៍ថាខាងរដ្ឋថាតើអ្នកណាគេដែលនៅខាងរដ្ឋនោះលោកអ៊ំចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកណាខ្លះដែលខាងខ្ញុំតាក់ទងតល់ខាងក្រសួងខាងរដ្ឋនេះគឺមានលោករឿងប្រធានខាងរដ្ឋហើយទៅលើទៅទៀតទៅchuông xe từ cánh nhưng mà nó mới đó và hai chân đâu không lục bồn về và lâu như vậy là bị khèn đó cứ lục rương chỉ bị thiền để cho chạy tông thầm bản năng và thả bài lục rương bạn xùm ở quân lục ông xùm ở quân lục bà thiên nâng lục lục xe chạy cắm chỉ một to sông lục thiên ảnh nhạt ở lục ba na bên ấy quý mê tử vi khang mà cùng các miền mê tử vi các miền vùng đan bờ răng sông và to lục sông lục mùi chim luôn và tham thiện sông lục thiên ảnh nhạt sông bạc quân sông chơi oui.Oui, Monsieur le Président, je vous rassure, je n'ai qu'une seule question de clarification à poser au témoin. Monsieur le témoin, vous avez plusieurs fois affirmé qu'en l'absence de Van Vett, M. Kyo Sampan le remplaçait. Et le juge Lavergne vous a indiqué, ou bien vous a rappelé en tout cas ce que vous aviez dit aux enquêteurs des co-juges d'instruction,Et notamment la phrase qui suit, je cite, « Après la disparition de Van Vett, vers l'année 1977, Kyo Sampan lui a succédé comme responsable du commerce extérieur. » Fin de citation. Je voudrais juste Merci, Monsieur le Président. Je forme une objection à cette question car j'ai pris la peine de demander au service de votre chambre de transcrire l'enregistrement des entretiens de ce témoin avec les enquêteurs.Des juges d'instruction. Nous avons obtenu cet audio. Je l'ai lu tout à l'heure parce que le juge Lavergne m'a autorisé à le faire, parce que le président. Et donc, il me semble que par correction vis-à-vis du témoin qui a en plus introduitsa déposition à la barre en indiquant qu'il ne reconnaissait pas tout ce qui lui avait été lu lorsqu'on lui avait relu ce PV d'audition
avant de comparaître, il me semble que c'est le texte de retranscription de l'audio qui doit primer et qu'on ne doit pas sans cesse rabâcher aux témoins un procès verbal qui n'est qu'une traduction par les enquêteurs et, à mon sens, déformatrice, qui n'est qu'un résumé d'un entretien alors que nous disposons d'un audio qui, lui, est fidèle. Donc, je m'oppose à ce qu'il soit sans cesse remis sous le nez du témoin une traduction par des enquêteurs alors que nous avons désormais l'audio. Your Honours, I'm reluctant to intervene, but I do think my learned friend is stretching the logic a little bit here. When I asked the question earlier, the witness confirmed that he thought Khieu Samphan took over from Vaughan Vett. Whatever is on the tape, the witness just said the same fact, and to be fair, he said that was a conclusion he drew. There was no official record, but he confirmed that assertion on his part. Now, what we have is a partial transcript, and it appears that those words were not spoken in that section that we have, but it is a partial transcript, and apparently parts of the recording were inaudible. In these circumstances, I think it's both appropriate and, in fact, necessary to ask the witness what his evidence is, and that's what my friend, counsel for the civil parties, is doing. I think the objection is completely out of place. Oui, Monsieur le Président, je crois que Monsieur le Procureur vient de répondre à l'objection que soulève mon confrère. Premièrement, je dois indiquer que quel que soit le contenu de l'audio, la défense de Monsieur Khieu Samphan a toute l'attitude de s'en servir lorsque viendra son tour d'interroger. Et là, je n'en ai que pour quelques minutes. Et deuxièmement, il est clair, à la lumière des transcrits que nous avons tous sous les yeux, que ce témoin a indiqué, comme le dit le procureur, que lorsque M. Vaughan Vett était absent, c'est bien M. Khieu Samphan qui assurait en quelque sorte son intérim. Cela relève des transcrits et mon confrère ne peut pas le contester. Par ailleurs, le juge Lavergne a indiqué au témoin le contenu de ses déclarations devant les enquêteurs. Et mon souci, précisément, était d'inviter le témoin à confirmer ou infirmer ces propos qu'il a eu à tenir devant les enquêteurs des co-juges d'instruction afin de permettre à la défense de mener efficacement et utilement son interrogatoire. Alors, je ne peux pas comprendre qu'à ce stade, la défense veuille absolument fermer en quelque sorte toute opportunité à la partie civile de s'exprimer, alors qu'il s'agit d'une simple question de clarification. Voilà la réponse que je fais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais simplement que vous nous aidiez à comprendre le sens de votre témoignage. Le juge Lavergne vous a indiqué que lors de vos auditions par les enquêteurs des co-juges d'instruction, vous avez affirmé qu'après la disparition de M. Vaughan Vett, Khieu Samphan lui a succédé comme responsable du commerce extérieur. Confirmez-vous ou infirmez-vous ces propos? Voilà toute ma question. Bà nhâm về chà lâm về lực muốn cái sông về chẹt thèm thả nông ca san là than ở miền ấy xa ấy ở chỗ bà lót hà lăng chìm nổ dưới bắn nó san là than đòi xá
khơi cho nấu cái lại nâng nâng chân bờ nâng bị muốn mà bậc nhâm thì dễ cho lắm có xong cái này bậc nhâm mà đây phịch phịch đây hơi về dập được nét bệnh lực hơi mấy cái xong bị chẹt thêm thà nông ca son là than ăn miến nay là nãy ba lót hai chiếc chiếc đầm nắng chiếc chùm nua tam lâu từ la ca đi để bị chẹt ra nông ca son là than Oui, monsieur le témoin, nous comprenons que c'était votre opinion personnelle, mais cela veut-il dire que, selon votre opinion personnelle, monsieur Kirsampan remplaçait monsieur Van Vett après sa disparition? Pouvez-vous le dire à la Chambre de manière précise, selon votre opinion personnelle? ដល់នៅចម្លើយជាការយល់ឃើញទេយើងបានប្រាប់ហើយកតាបកិច្ចសាស្ត្រីត្រឹមតែបទពិសោធន៍ឬក៏ការសង្កេតរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីលើការចងចាំការឃើញការដឹងការឮ Oui, Monsieur le Président, en fonction de ce que vous venez de dire, je reformule ma question. Monsieur le témoin, selon votre expérience, est-ce que vous avez vu, est-ce bien ce que vous dites à la Chambre, à savoir que Monsieur Van Vett, après sa disparition, était remplacé par Monsieur Kirsampan? Objection, Monsieur le Président. Mon confrère ne tient pas compte de votre remarque, il pose exactement la même question sans reformuler. Je pense que c'est une répétition doublée d'une suggestion et d'une invitation à formuler des hypothèses. Monsieur le Président, je m'oppose absolument à cette objection. J'ai bien tenu compte de vos propos. Je dis bien, la question reformulée invite le témoin à dire si selon son expérience et ses observations, et non pas son opinion personnelle, c'est bien M. Kirsampan qui remplaçait M. Van Vett après sa disparition. Si la Chambre estime que j'ai déformé ses propos, je m'incline et ne pose pas la question. Mais je pense avoir effectivement tenu compte de l'observation que M. le Président vient de faire à la partie civile sur la manière de formuler la question. Je n'invite pas le témoin à spéculer, je lui demande si selon son expérience et son observation, c'est bien M. Kirsampan qui remplaçait M. Van Vett après sa disparition. Je vous remercie de vous remercier de vous remercier de Oui, monsieur le témoin, ma question vous invite à dire à la Chambre si, selon votre propre expérience et les observations que vous avez faites, M. Kirsampan est celui qui a eu à remplacer M. Van Vett après sa disparition. Voilà ma question. យើងបានបកសម្រេចរួចហើយលើបញ្ហាការតាំងទំនួននេះខ្ញុំហេតុការថ្មីទើបលោកអាចនិយាយបានបញ្ហានេះយើងបានសម្រេចរួចហើយខ្ញុំដូចពីផាំងសំសួរបញ្ជាក់ថែមតិចទៀត Oui, monsieur le témoin, ma question est la suivante. Est-ce qu'après la disparition de monsieur Van Vett, monsieur Kirsampan, selon votre expérience,
et selon votre, vos observations, est celui qui l'a remplacé. Est-ce que ma question vous paraît claire maintenant? ខ្ញុំនៅក្នុងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរក្សាចម្លើយដដែលគឺក្នុងការសន្និដ្ឋានអត់មានលក្ខណៈអីដែលច្បាស់លាស់ទេក្នុងការសន្និដ្ឋានប្រហែលជាជំនួសការនោះខ្ញុំនឹកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ហើយទៅហូបខុសតាំងអីដែលពិតប្រកបវាមិនឃើញបានខ្ញុំថាក្នុងការសន្និដ្ឋាន Merci infiniment pour, monsieur, pour ces clarifications, monsieur le témoin. Et ici, la, la partie civile met un terme à son interrogatoire, monsieur le président, honorable juge, et laisse donc le soin maintenant à la défense de faire son exercice. បាទឥឡូវនេះដល់ពេលសំឡំសម្រាប់ហើយឲ្យខ្ញុំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តបិទចំណើការសម្ដែងការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សំរុំនៅកន្លែងទទួលប្រចាំសម្រាប់សាក់សីសង្ឃឹមឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកន្លែងបន្តទៅហិកម្មវិញនៅវេលាម៉ោង3សម្រាប់ចុះសូមក្រោកឈរ